Quý vị thân mến, sự trở lại sân khấu của 20 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Ngôi sao tuyển sinh Việt Nam 2011. Và bây giờ chúng ta đang đến với những giờ phút quan trọng nhất. Trước tiên, xin được chúc mừng 20 bạn thí sinh. Các bạn đã rất xuất sắc. Các bạn đã hoàn thành xong các phần thi của mình và đem đến cho quý vị khán giả những phần trình diễn tuyệt vời. Và đó là sự nỗ lực, sự cố gắng của các bạn. Bây giờ, thay mặt ban tổ chức, Phan Anh xin được công bố những giải phụ trước khi đến với ngôi vị Ngôi sao tuyển sinh Việt Nam 2011. Chúng ta có các giải phụ như sau: giải Ngôi sao Tuần Châu Hạ Long, giải Ngôi sao Cộng đồng, giải Ngôi sao Thân thiện, giải Ngôi sao Thời trang, giải Ngôi sao Khả ái và giải Ngôi sao Tài năng. Đó là những giải phụ và bây giờ là giải phụ đầu tiên. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Nga, Phó Giám đốc khu nghỉ dưỡng Tuần Châu Resort lên trao giải Ngôi sao Tuần Châu Hạ Long. Thưa quý vị, giải Ngôi sao Tuần Châu Hạ Long thuộc về thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh, số báo danh 1514, Khúc Nguyễn Thúy Vi, xin chúc mừng. Cảm ơn bà Nguyễn Nga và xin chúc mừng quý vị. Chúng ta cùng đến với giải Ngôi sao Cộng đồng. Xin mời Hoa hậu Thế giới Người Việt Ngô Phương Lan lên trao giải. Giải Ngôi sao Cộng đồng của chúng ta thuộc về thí sinh đến từ Thừa Thiên Huế, số báo danh 442, Đặng Nhật Yến Nhi. Và danh hiệu Ngôi sao Cộng đồng là danh hiệu được bình chọn qua mạng vietnamgo.vn, VTC Mobile và Real TV. Một lần nữa xin chúc mừng Yến Nhi và cảm ơn hậu Ngô Phương Lan. Xin mời quý vị cùng đến với giải Ngôi sao Thân thiện. Xin mời ngôi sao ca nhạc Hồ Quỳnh Hương lên sân khấu trao giải Ngôi sao Thân thiện. Và giải Ngôi sao Thân thiện của cuộc thi Ngôi sao Tuổi Tin Việt Nam 2011 đã thuộc về thí sinh mang số báo danh 1033 đến từ Hà Nội, Nguyễn Thị Ánh Thơ. Xin chúc mừng Ánh Thơ và cảm ơn ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Và ngay bây giờ là giải Ngôi sao Thời trang. Và xin được trân trọng kính mời ông Jimmy Shum, Tổng Giám đốc Công ty Thời trang JC lên trao giải. Và xin chúc mừng thí sinh đoạt giải Ngôi sao Thời trang. Đó chính là thí sinh đến từ Hà Nội mang số báo danh 226, Bùi Thanh Hà.
Xin được cảm ơn ông Jimmy Trung và xin chúc mừng Thanh Hà. Giải ngôi sao khả ái, chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thu Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Vũ, đại diện mỹ phẩm Kama lên trao giải. Giải ngôi sao khả ái thuộc về thí sinh đến từ Tây Ninh 1573 Nguyễn Thị Bích Khanh. Và chúng tôi xin được cảm ơn mỹ phẩm Kama đã tặng cho 20 thí sinh, mỗi thí sinh một phần quà mỹ phẩm trị giá 1 triệu đồng. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Thu Hương và xin chúc mừng cho Bích Khanh. Quý vị thân mến, giải ngôi sao tài năng, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng, nhà tài trợ vàng công ty thông tin di động VMS Mobifone lên trao giải. Và giải ngôi sao tài năng thuộc về thí sinh mang số báo danh. Đây là một điều mà anh nghĩ rằng rất nhiều người quan tâm đến cuộc thi này đã đoán được. Danh hiệu ngôi sao tài năng thuộc về Dương Mạc Yến My 903 đến từ Hà Nội. Xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Linh và xin chúc mừng Yến My. Thưa quý vị, và bây giờ là ngôi vị ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2011. Trước khi đến với không khí hồi hộp này, có lẽ DJ có thể thay bằng nhạc vui tươi hơn một chút, bởi vì chúng tôi ngay sau đây xin được mời lên sân khấu ông Phan Anh Tuấn, giám đốc mạng Việt Nam Go.vn, trưởng ban tổ chức cuộc thi, và Miss Teen Việt Nam 2010 Diễm Trang lên trao giải cho Miss Teen Việt Nam 2011. Bây giờ là những giây phút hồi hộp. Thực ra tất cả quý vị có mặt ở đây cũng như quý vị khán giả truyền hình đã hồi hộp gần 2 tiếng đồng hồ rồi đúng không ạ? Thêm 5 giây nữa có lẽ cũng không sao cả. Và thưa quý vị, danh hiệu ngôi sao tuổi teen Việt Nam 2011 thuộc về, bạn anh nhầm trong đầu và học thuộc rồi nhưng mà vẫn rất là run, phải nhìn vào đây đọc cho chính xác ạ. Thuộc về thí sinh đến từ Hà Nội số báo danh 60, Cao Thanh Thảo My. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Anh Tuấn, giám đốc mạng Việt Nam Go.vn, trưởng ban tổ chức, và Miss Teen 2010 Nguyễn Lân Diễm Trang trao danh hiệu này cho Cao Thanh Thảo My. Chúng ta đang chứng kiến giờ phút Miss Teen 2011 Miss Teen 2011 Cao Thanh Thảo My. Xin cảm ơn ông Phan Anh Tuấn và Diễm Trang.
11, Cao Thanh Thảo My. Hãy cùng chung vui với Cao Thanh Thảo My và những thí sinh khác trong giờ phút khoảnh khắc hạnh phúc này. Và các bạn có thể bước về phía trước một chút nữa để cảm ơn sự quan tâm, sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, đảo Tuần Châu, các nhà tài trợ. Một lần nữa chúng tôi cũng xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu nhân dịp Vịnh Hạ Long đã bước đầu trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại ở Ngôi Sao Tuổi Tin Việt Nam lần tới.